Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại Trung đang đứng ở Lộc An, Long Thành. Hôm nay thì kênh review sẽ giới thiệu cho mọi người một cái khu đất giáp khu công nghiệp 28 nền. Bây giờ đi theo Trung. Thảo ơi, Thảo có thể giới thiệu sơ bộ qua cái dự án đây đi. Chào tất cả mọi người. Thì hiện tại bây giờ Thảo với Trung đang tham quan một nơi, đây là sổ riêng thổ cư 100%. Đấy, tầm khoảng 28 nền. 100% luôn, pháp lý sao, có sổ sẵn chưa? Sổ riêng thổ cư có sẵn. Sẵn luôn. Có sẵn luôn. À. Rồi. Thì cho nên có sẵn cho nên sẽ hỗ trợ ngân hàng được. Trung ở đây Trung thấy có vỉa hè này. Ủa Thảo ơi, Trung thấy là như con đường này nó sắp mở rộng hay sao Thảo? Đúng rồi, con đường này sẽ mở rộng 20m. 20m. Sao Trung biết không? Hiện tại bây giờ con đường này trước đường lên xã. Ừ. Đất của mình đây đang thuộc xã Lộc An. Ừ. Còn đối diện mình bên kia là thuộc xã Long An của Long Thành. À, con đường này mở rộng lên xã và mở rộng 20m luôn. Hợp lý. Vậy là hiện tại ở bên này là đường là của cái khu Lộc An thôi. Đúng rồi. Đúng không? Cái này đoạn này Lộc An. Đúng, còn chưa làm. Chưa làm là của bên Long An. Long An. Ok. Thì con đường sẽ mở rộng rất lớn. Và chỗ này mà từ kinh doanh. Ồ, ngon nhỉ. Cái đường này mình cũng nghe là công nhân đi từ khu nghiệp về đây rất gần. Đúng. Lúc nào đi qua cái đường này luôn. Đúng. Ở trong đây có khu dân cư và con đường chính là con đường mà nếu mà công nhân mà làm việc ở trong khu công nghiệp này ấy, sẽ đi qua đường này. Nếu mà tính từ lô đất mình mà đi ra tới khu công nghiệp đó thì khoảng bao nhiêu mét? Ngay đây mình nói đây, đất bên mình là khu nghiệp rồi đấy. Lăn khu nghiệp. Đúng, lăn khu nghiệp đấy. À. Nhưng mà về trung tâm khu nghiệp ấy thì cách chỗ mình khoảng 500 mét thôi. Vậy tầm 1 2 phút đi xe. Đúng, có 2 3 phút đi xe thôi. À. Vậy còn ở đây còn những tiện ích gì nữa Thảo? Ồ, tuyệt vời lắm. Đầu tiên ấy phải kể đến cái trung tâm thị trấn Long Thành. Rồi. Đó, từ vị trí mình đi qua trung tâm thị trấn Long Thành khoảng 10 phút đi xe máy. 10 phút đi xe máy. Thì ở đấy thì anh chị biết là đấy, chợ Long Thành này, trường học, y tế, mọi thứ tiện ích xung quanh đầy đủ, giải trí đầy đủ hết luôn. Tất cả mọi tiện ích nói chung là của khu dân cư mình mà tận hưởng sử dụng. Đúng chung rồi. Với lại trung tâm thị trấn Long Thành. Đúng, chính xác. Ok, vậy thì còn cái khu tái định cư Lộc An. Cái khu tái định cư Lộc An thì nó càng tuyệt vời hơn. Từ vị trí của mình đi qua tái định cư thì tầm khoảng 5 phút đi xe máy thôi. 5 phút đi xe máy thôi. Vị trí của mình nằm đây. Con đường chính của mình là 769 ngoài kia. Thì bên mình là Lộc An luôn, nhưng bên mình khu ngoài khu dân cư đây. Khu tái định cư nằm bên đối bên cái đường. Trung hiểu rồi, lúc nãy là Trung đi vô khu này. Đúng. Thì là bên tay trái mình là khu tái định cư. Đúng. 200 mấy chục hectare đó. Đúng. Rồi đi thẳng vô khu nghiệp là đường khu nghiệp. Đúng rồi. Và vừa qua khu nghiệp là tới đất mình luôn. Đúng. Trời ơi, nó quá gần. Chính quá gần. Quá gần luôn, lúc nãy mình uống cà phê ngay bên kia mà mình tưởng đất xa lắm, hóa ra mình bước vài bước là tới rồi. Đúng. Thì Trung có thấy không? Tái định cư Lộc An hiện tại bây giờ độ phủ sóng của độ phủ dân ấy là hiện tại bây giờ đã ở hoàn toàn độ 60-70% rồi. Dân cư ở hiện hữu có sẵn và trường học cấp 1 là có 2 cái, trường cấp 2 có 2 cái, trường cấp 3 có 2 cái. Một cái trường, một cái nhà thờ và một cái chùa. Rồi cho Trung hỏi một cái này nữa đi. Ừ. Tức là gần đây Trung nghe bảo là khu D2D là như thế nào nhỉ? Gần đây không nhỉ? Khu tái định cư D2D cách mình tầm khoảng 5 phút đi xe thôi. Đi này ra được không? Ra được. Đi này ra được luôn. Đúng. Khoảng 5 phút. Đúng rồi, 5 phút đi xe. Khu đấy thì nghe bảo mức giá của 1 mét vuông đấy rất cao đúng không? Rất cao. Khoảng bao nhiêu Thảo nắm được không? Khoảng 3 tỷ một lô. 3 tỷ một lô tức nhưng là 30 triệu một mét. Đúng, mà đấy là chưa có thuế phí. Đấy là lô đấy, lô bên trong hả? Đúng lô rồi, bên ngoài, ngô đường giữa. Lô đường giữa thì cao rồi. Cao rồi hả? Lô đường giữa lên có thể 7 tỷ, 5 tỷ, 7 tỷ. Vậy là 50 đến 70 triệu. Đúng rồi. Một mét vuông. Đúng. Thế thì bây giờ Thảo cho biết là cái ở đây này, khu đất này mình đang đứng ở đây, sổ riêng thổ cư như thế này, tiện ích đầy đủ như thế. Thế thì bao nhiêu triệu một mét vuông? Hiện tại bây giờ chỗ này đang phân phối là khoảng 1.450 một nền. Tức là 14 triệu. Khoảng cái đó thôi. 14 triệu một mét. Đúng, 14 triệu một 14, mét. 14 triệu mét. Nhưng mà nếu mà những lô nào mà nó rộng hơn thì nó sẽ là... Cao hơn tí. Không, rộng hơn thì nó tính là 1.4 hả? Vậy nó có thể tùy theo cái vị... Đúng. Diện tích lô đúng không? Đúng rồi, diện tích lô và vị trí. Sổ riêng thổ cư. Sổ riêng thổ cư. Còn cái này thì ngân hàng hỗ trợ được bao nhiêu phần trăm? Ngân hàng thì tất nhiên sẽ hỗ trợ được khoảng 70% tại sổ riêng thổ cư rồi. Quan trọng là cái khả năng chi trả của anh chị thôi. Ok. Rồi xin thông tin đến anh chị thêm một tí thôi. Thì hiện tại bây giờ vị trí của mình đáp sân bay Long Thành khoảng 5 phút đi xe máy. 5 phút đi xe máy. 5 phút đi xe máy là tới vị trí của sân bay Long Thành. Tất nhiên không phải do trung tâm rồi. Do trung tâm sân bay đi rìa ngay trung tâm ngay sân bay luôn. Đúng. Thì nếu mà ở đây gần như là trung tâm của Đông Nam Bộ. Đúng rồi. Đúng không? Và có những cái tuyến đường cao tốc. Trung thấy là có những tuyến đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh về thẳng sân bay Long Thành luôn. Đúng. Về đường đi thì cực kỳ thuận tiện, đi có thể đi cách tỉnh. Đúng, chính xác. Ok. Mọi thứ ở đây thì tập trung hầu như là điểm mạnh kinh tế sẽ phát triển ở khu vực này trong tương lai gần, rất gần. Ok. Vậy tính ra ở đây khu này quá tuyệt vời, quá tiện ích. Đúng.
Rồi cảm ơn Thảo đã đưa thông tin đến tất cả anh chị em kênh review bất động sản. Thì anh chị em nào quan tâm đến bất động sản khu dân cư này thì hãy liên hệ với kênh review của chúng tôi. Cảm ơn chị rất nhiều đã theo dõi kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua và ủng hộ kênh của chúng tôi. Cảm ơn chị rất nhiều. Rồi Hoàng Trung và Hiếu Thảo xin chào tất cả mọi người. Xin chào các anh chị.